hai kinh kệ Phật pháp rộng sâu đắc nhị màu. Trong ngày mưa kiếp khó tìm cầu, con đã nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tòa Như Lai ngày nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh Đô Tán Vương, quyển 10, phẩm 26, Sa Bỏ Thân Mạng. Bây giờ Đức Thế Tôn đã vì đại chúng nói về nhân duyên thuở xưa của 10.000 thiên tử này, rồi lại bảo thần cây Bồ Đề và các đại chúng rằng: Ta ở đời quá khứ khi thực hành đạo Bồ Tát, chẳng những chỉ bố thí nước và đồ ăn cứu giúp mạng sống của những con cá đó, mà còn xả bỏ tấm thân đáng yêu quý của mình nữa. Những nhân duyên như vậy các ông có thể cùng nhau quan sát. Bây giờ Đức Thế Lai ứng chánh đẳng giác, bậc thiên thượng thiên hạ tối thắng tối tôn, phóng ra trong ngày ánh sáng soi khắp các cõi ở 10 phương, đầy đủ nhất thiết trí công đức viên mãn, cùng các tỳ kheo và đại chúng đến làng Bát Già La, vào trong một khu rừng. Đất rừng ấy bằng phẳng, không có gai gốc, hoa đẹp cỏ mềm trải khắp nơi. Đức Phật bảo Tôn giả A Nan Đà rằng: Ông hãy bày tòa ngồi cho ta nơi gốc cây này. Ngài A Nan Đà phân lời bày tòa xong liền bạch: Bạch Thế Tôn, tòa ngồi đã bày xong, kính thỉnh Thế Tôn an tọa. Bây giờ Đức Thế Tôn liền lên tòa ngồi kiết già, thân ngay thẳng chánh niệm vào các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, các ông muốn thấy số lợi của ta khi ta làm Bồ Tát tu khổ hạnh thọ xưa không? Các tỳ kheo thưa: Chúng con rất muốn thấy. Đức Thế Tôn liền dùng cánh tay tướng tốt trăm phước trang nghiêm vỗ xuống đất nơi ấy. Tức thời đất đai chấn động sáu cách, liền nứt toạc ra một cái tháp bảy báu vọt ra với lưới báu trang nghiêm ở bên trên. Và chúng thấy vậy rồi sinh lòng hy hữu. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền đứng dậy đảnh lễ, đi nhiễu quanh bên phải tháp, rồi trở lại tòa ngồi, bảo A Nan Đà rằng: Ông hãy mở cửa tháp này ra. A Nan Đà liền mở cửa ngôi tháp ấy, nhìn thấy cái hộp bảy báu được trang trí tuyệt đẹp, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, cái hộp bảy báu được trang trí bằng nhiều châu báu. Đức Phật bảo: Hãy mở hộp ra. Ngài A Nan Đà vâng lời mở ra, thấy có xá lợi trắng như ngọc khai tuyết, như hoa co bật đầu, để bạch Đức Phật rằng: Thưa, trong hộp có xá lợi màu sắc đẹp lạ thường. Đức Phật nói: Này A Nan Đà, ông có thể mang xương của vị đại sĩ này lại. A Nan Đà liền lấy xương ấy dâng lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nhận rồi bảo các vị tỳ kheo rằng: Các ông hãy quan sát xá lợi của Bồ Tát tu khổ hạnh để lại đi. Rồi Đức Phật nói lời tụng rằng: Tuệ Bồ Tát tương ứng phước đức, tinh cần dũng mãnh sáu độ đủ, vì Bồ Đề thường tu chẳng dứt, không mệt chẳng bỏ tâm kiên cố. Này các tỳ kheo, các ông đều nên lễ kính thân xưa của Bồ Tát. Xá lợi này mới chính là sự song ướp hương thơm của vô lượng hương giới, hương định, hương tuệ, là luận phước tối thượng rất khó gặp gỡ. Các tỳ kheo và đại chúng đều chư tâm chắp tay cung kính đảnh lễ xá lợi, khen chưa từng có. A Nan Đà đảnh lễ dưới chân Đức Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai đại sư vượt lên trên tất cả, được sự cung kính của các loài hữu tình, thì vì nhân duyên gì mà Thế Tôn đảnh lễ xương cốt này? Đức Phật bảo: Này A Nan Đà, ta nhờ cốt xương này mà mau thành tựu được vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, vì báo ân xưa nên hôm nay ta đảnh lễ. Đức Phật lại bảo A Nan Đà: Ta nay vì ông và các đại chúng đoạn trừ nghi hoặc mà nói về nhân duyên tuổi xưa của xá lợi này, các ông hãy khéo suy nghĩ, một lòng lắng nghe. A Nan Đà bạch: Bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn nghe, nguyện xin Phật vì chúng con mà giảng nói. Này A Nan Đà, tuổi quá khứ có một quốc vương tên là Đại Sa, giàu có như của cải, có tạng đầy ấp, quân binh dũng mãnh, mọi người không phục, tự dùng chánh pháp để giáo hóa dân chúng. Nhân dân đông đúc, không có oán địch. Hoàng hậu của vua sinh ba người con, dung mạo khôi ngô, mọi người đều ưa nhìn. Thái tử tên là Maha Bala, kế đến tên là Maha Đề Bà, con út tên là Maha Tát Đỏa. Lúc đó vị đại vương bị muốn dạo chơi ngắm cảnh núi rừng, nên ba vị vương tử ấy cũng đều đi theo. Vì tìm hoa quả nên họ bỏ xa cha, đi lại cùng khắp đến khu rừng trúc lớn. Trong lúc dừng nghỉ, thái tử nói như vậy: Ngày hôm nay ở trong rừng này, lòng ta rất kinh hoàng, chắc sẽ có thú dữ tổn hại đến ta. Vương tử thứ hai nói: Ta đối với thân mình không tham tiếc, chỉ sợ đối với sự yêu thương phải có khổ biệt ly. Vương tử thứ ba bạch với hai anh rằng: Đây là chỗ ở của thần tiên, ta không kinh sợ buồn ly biệt, các kẻ thân tâm đều hoan hỷ, sẽ được các công đức thù thắng. Các vương tử đều nói việc suy nghĩ của mình
của lòng mình rồi tiếp tục đi về nước. Thưa, có một con hổ sinh 7 hổ con vừa trải qua 7 ngày. Các hổ con vây quanh đã bị đói khát bức nạt, thân hình gầy yếu, chẳng lâu nữa sẽ bị chết. Vị vương tử thứ nhất nói rằng: thương thay, con hổ này sinh đã 7 ngày, 7 con vây quanh nó không thể đi tìm đồ ăn, bị đói khát bức nạt, nhất định sẽ quay lại ăn thịt con. Vương tử Tắc Đỏ hỏi rằng: con hổ này thường ăn vật gì? Vương tử thứ nhất đáp rằng: hổ, báo, sói, sư tử, chỉ ăn móng thịt tươi, không uống ăn gì khác, có thể đỡ yếu gầy. Vị vương tử thứ hai nghe lời nói này rồi cho rằng con hổ này gầy yếu, bị đói khát bức nạt, mạng sống không còn được bao lâu, thì chúng ta làm sao có thể vì nó tìm đồ ăn thức uống khó được như vậy? Ai lại có thể vì nó từ bỏ thân mạng mà có giúp cho sự đói khổ ấy? Vị vương tử thứ nhất nói rằng: tất cả sự khó bỏ không gì hơn thân mình. Vương tử Tác Đọa nói: chúng ta hôm nay đối với thân mình đều sinh tâm luyến ái, là không trí tuệ nên chẳng thể đối với người khác làm điều gì lợi ích. Nhưng có bậc đại sĩ có lòng đại bi, vì thương lợi tha mà thường vì lợi tha mà quên thân của giúp Phật. Chàng là nghĩ rằng thân này của ta hàng trăm ngàn đời nay là rỗng không, bỏ đi hoại rửa, không hề ích lợi gì. Sau hôm nay chàng thấy sợ bỏ như nhổ nước miếng, nước giải để có giúp đói khổ. Các vị vương tử bàn luận xong đều khởi lên lòng từ, nghĩ ngợi xót thương, cùng nhau quan sát con hổ gầy yếu, mắt chẳng tạm rời bờ hồ lúc lâu rồi đều bỏ đi. Bây giờ vương tử Tác Đọa liền khởi lên ý niệm này: ta sẽ bỏ thân mạng, hôm nay chính là lúc. Vì sao? Vì ta giữ thân này từ lâu lắm, bẩn hôi mụ chạy chẳng đáng yêu, cung cấp đồ dùng sợ ăn mặc, do người xe cộ và của cải, thân thể vô thường, pháp biến hoại, hằng cầu khó được, khó giữ gìn, tuy công dưỡng nhưng oán hại, cuối cùng bỏ ta chẳng biết ơn. Lại nữa, thân này chẳng bệnh, đối với ta dù ít đáng sợ như giặc, chẳng sạch như phân. Hôm nay ta sẽ khiến cho thân này tu hành nghiệp rộng lớn, ở trong biển sinh tử làm chiếc thuyền lớn, từ bỏ ra khỏi luân hồi. Chàng lại nghĩ rằng nếu ta sẽ bỏ thân này, tức là sẽ bỏ vô lượng bệnh dữ, ung thư, trăm ngàn sợ hãi. Thân này chỉ có đại tiểu tiện lợi, chẳng bền như bọt nước, chỗ tập trung của các loài trùng, như mạch máu gân xương cùng nối liền nhau, rất đáng chán ngại. Vậy nên ta nay cần phải xả bỏ để cầu niết bàn cho thượng hoàn hảo, vĩnh viễn lìa khỏi sự sợ hãi lo buồn do thường khổ não, chấm dứt sinh tử, các đức các trần lụy, dùng xác định tuệ huân tô viên mãn, trăm phước trang nghiêm thành nhất thiết trí, pháp thân vi diệu được chư Phật khen ngợi là chứng đắc rồi, thì tí cho các chúng sinh vô lượng pháp lạc. Lúc đó vương tử phát thệ nguyện dũng mãnh rộng lớn, niệm đại bi càng tăng thêm, nghĩ đến hai người anh chàng lo sợ lòng khó xử mà chẳng đạt đến quả, đạt kết quả việc mình muốn thực hành. Vương tử liền thưa: hai anh đi trước, còn em sẽ đi sau. Bây giờ vương tử Tác Đọa đã vào trong rừng, đến chỗ con hổ kia, cởi bỏ quần áo, mắt lên cành trúc rồi thề rằng: ta vì pháp giới các chúng sinh chỉ cầu đạo bồ đề vô thượng, khởi tâm đại bi không dao động, sẽ bỏ thân phàm vô ưa thích, bồ đề không lo không phiền não, niềm vui của những người có trí, chúng sinh bao cõi khổ mênh mông, ta nay cứ vớt khiến an lạc. Lúc đó vương tử nói lời này rồi để thân nằm yên trước con hổ đó, nhưng do uy lực từ bi của bồ tát nó có hổ không thể làm gì. Bồ tát thấy vậy liền lên núi cao với mình xuống đất, nhưng các thần tiên đỡ lấy vương tử nó không bị thương tổn. Vương tử lại nghĩ: hổ đã gầy yếu chẳng thể ăn thịt ta, ăn thịt được ta. Ông liền đứng dậy tìm dao, rốt cuộc cũng chẳng thể được, nên liền dùng tre khô đâm vào cổ cho chảy máu, rồi tiến gần đến bên hổ. Lúc đó đại địa chấn động số cách như gió tuôn, nước trào, chim đắm chẳng yên, mặt trời còn ánh sáng giống như chướng lá hậu, các phương bóng tối bao phủ không còn ánh sáng nữa. Trời mưa nhiều hoa quý và bột thơm vi diệu rơi xuống đầy khắp trong rừng. Bây giờ trong hư không có các thiên chúng thấy việc này rồi tâm rất tùy hỷ, khen chưa từng có, đều dùng cùng khen rằng: hay thay bậc đại sĩ. Rồi liền nói kệ: đại sĩ cứ giúp khởi tâm bi, nhìn chúng sinh bình đẳng như con, dùng mệnh hoan nghỉ không tham tiếc, sẽ thân cứu khổ phước khó bàn, nhất định đạt chân thường thù thắng, liền sinh tử các buộc ràng,
chẳng lâu sẽ đạt đạo Bồ Đề, lạc an, tịch tịnh, ngộ vô sinh. Lúc đó còn đói đã thấy cổ Bồ Tát chảy máu, liền liếm, chỉ ăn thịt cho đến hết, chỉ còn lại xương. Bây giờ Vương Tự Thứ Nhất thấy đất chấn động, bảo người em thứ rằng, sông núi đất đai đều chấn động, cây phương tối mặt trời không sáng, hoa trời rơi đầy khắp hư không, nhất định em ta bỏ thân tướng. Vị Vương Tự Thứ Hai nghe nói liền nói kệ, ta nghe lời Tắc Đọa từ bi, thấy hồi đói kia thân yếu gầy, sợ nó ăn con vì đói khổ, ta nghĩ em đã bỏ thân rồi. Hai vị Vương Tự vô cùng buồn khổ, khóc lóc thở than, liền cùng theo nhau trở lại chỗ con hổ. Thấy quần áo của em ở trên cành trúc, hai cốt và tóc lại tại chỗ dọc ngang, máu chảy thành bùn thấm cả đất, thấm bẩn cả đất. Thấy đường ngất đi không còn tỉnh táo, dưới thân mình lên xương, hồi lâu mới tỉnh lại. Họ liền đưa tay lên khóc thương thảm thiết, rồi cùng nhau than rằng, dung mạo em tuấn tú, cha mẹ rất yêu thương, sao cùng nhau đi dạo mà chẳng về bỏ thân. Nếu khi cha mẹ hỏi, chúng ta đáp sau đây, thà nên cùng bỏ mạng còn hơn giữ thân mình. Hai Vương Tử buồn khóc áo đảo bỏ đi. Những tùy tùng của Hoàng Tử Úc nói với nhau rằng, chân tử ở đâu, chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm. Bây giờ hoàng hậu ngủ trên lầu cao, bà nằm mơ thấy tướng chẳng lành, bị cắt hai vú, răng bị rụng, có ba con chim bồ câu mà một con bị chim ưng bắt, hai con bị kinh sợ. Khi động đất, phu nhân liền thức dậy, lòng rất sầu não, nói lời như vậy, vì sao hôm nay đất chấn động, chấn động cả sông núi cây rừng, mặt trời không sáng như che phủ, khi mắt nháy vú động là thường, lòng như tanh bắn, ưu khổ bức, khắp thân rúng động không yên ổn, giấc mơ của ta điềm chẳng tốt, ác có điều tai biến không thường. Hàm vú của hoàng hậu bỗng nhiên chạy ra sửa, bà nghĩ điều này nhất định có việc khác lạ, có thể nỡ khen người ngoài nói rằng, từ khi Vương Tử đến nay còn chưa được, lòng rất kinh sợ, liền vào trong cung thế giới hoàng hậu rằng, thưa nương nương, nương nương có biết không, bên ngoài nghe nhiều người đi khắp nơi tìm kiếm Vương Tử, tìm khắp mà chẳng được. Hoàng hậu nghe rồi vô cùng lo buồn, nước mắt lưng tròng, đi đến chỗ vị đại vương tâu rằng, thưa đại vương, thiết nghe người ngoài nói như vậy, đã mất đứa con yêu quý nhỏ nhất của thiếp rồi. Nhà vua nghe lời này rồi kinh hoàng thất sắc, nghẹn ngào nói, khổ thay, hôm nay ta đã mất đứa con yêu. Nhà vua liền gạt nước mắt an ủi dỗ dành hoàng hậu, bảo rằng, này hiền thê, nàng chớ lo buồn, chúng ta hãy cùng nhau đi kiếm, tìm kiếm đứa con yêu. Nhà vua cùng đại thần và các dân chúng liền cùng nhau ra khỏi thành, mọi người phân tán đi khắp nơi tìm kiếm. Không lâu sau có một đại thần tâu vua rằng, nghe nói các dân tử còn sống, xin bệ hạ chớ lo buồn, dân tử nhỏ nhất thì hiện nay chưa tìm thấy. Nhà vua nghe nói buồn than rằng, khổ thay, khổ thay, mất đứa con yêu quý của ta. Khi mới có con ít vui mừng, sau khi mất con nhiều lo khổ, nếu khiến con ta được sống lại, nhiều mất thân ta chẳng thấy khổ. Hoàng hậu nghe rồi buồn khổ đau đớn như bị trúng tên, bà than rằng, con ta ba đứa và tùy tùng cùng nhau đi dạo ở trong rừng, con yêu nhỏ nhất chẳng trở lại, nhất định có việc gặp tai ương. Thưa đó, người bè tôi thứ hai đi đến chỗ nhà vua. Nhà vua hỏi người bè tôi có yêu của ta ở đâu. Vị đại thần thứ hai khóc lóc áo đảo, miệng nghẹn ngào, lưỡi khô cứng và thể nói lời đáp lại. Phu nhân hỏi rằng, khấu của khấu ta đâu, hãy báo nhanh, thân ta phiền não cháy khắp cùng, mê mang buồn loạn mất bản tâm, cho khiến ngực ta bị vỡ tan. Vị đại thần thứ hai đem việc vị vương tử xả thân tâu đầy đủ cho nhà vua biết. Nhà vua và hoàng hậu nghe rồi vô cùng bi thương nghẹn ngào, trong về chỗ xả thân, cho xa giấy đi về phía trước, đi tới chỗ đường trúc, đến vùng đất xả thân của Bồ Tát, cho thấy hài cốt lăn lóc khắp nơi. Vua và hoàng hậu giam mình xuống đất, ngất đi sắp chết như gió mạnh, thổi ngã cây đại thọ, tâm ý mê loạn không còn biết gì nữa. Các vị đại thần dùng nước tưới khắp người vua và hoàng hậu, họ lo mới tỉnh lại, đưa tay lên mà cào khóc than rằng, họa thay con yêu tướng khổ mô, do đâu khổ chết đến trước tiên, nếu ta được thay con chết trước, đâu thấy việc khổ sẽ lòng này.
Bây giờ hoàng hậu hơi bớt mê man, đầu tóc rối bù, hai tay đấm ngực lăn lộn dưới đất như cá lên mặt đất, như trâu mất con, buồn khóc nói rằng: con ta ai giết hại mà trên đất xương còn, con ta yêu đã mất, thật đau đớn lo buồn. Khổ thay ai giết con, đem đến việc ưu phiền, lòng chẳng phải kim can, làm sao mà chẳng vỡ. Điều ta thấy trong mơ, hai vú đều bị cắt, tất cả răng đều rụng, bị khổ đau đớn này mộng thấy ba chim con, một bị chim ưng bắt. Thì nay mất con yêu, tương ác chẳng xa chạy. Bây giờ bị đại vương và hoàng hậu cùng hai con đau buồn khóc lóc thảm thiết, Chu Ngọc chẳng mang cùng với mọi người cùng nhau tu nhặt xá lợi, thân còn lại của Bồ Tát và đặt trong tháp được cúng dường. Này Ananda, các ông nên biết đây chính là xá lợi của Bồ Tát. Này Ananda, Đức Phật là bảo ta thuở xưa tuy còn đủ phiền não tham sân si, nhưng có thể ở trong năm đường địa ngục ngạ quỷ bàn sân, tuy nhiên có giúp khiến tất cả được giải thoát. Huống gì hôm nay phiền não đều hết, không còn tàn dư. Hiệu thiên nhân sư, độ nhất thiết trí mà ta chẳng thể vì mỗi một chúng sinh qua nhiều kiếp ở trong địa ngục và những chỗ khác thay thế chúng sinh chịu đủ các khổ, khiến cho họ ra khỏi sinh tử phiền não luân hồi ư? Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại ý nghĩa này nên nói kệ: ta nhớ đời quá khứ vô số kiếp không lường, hoặc khi làm vương tử, hoặc lại làm quốc vương, thường hành bố thí lớn, giải bỏ thân yêu quý, nguyện ra khỏi sinh tử, đến đạo tràng Bồ Đề, tòa xưa có nước lớn. Quốc vương tên Đại Sa, vương tử tên Dũng Mãnh, bố thí khôn thảm thiết. Hai anh của vương tử, hiệu Đại Cừ, Đại Thiên, ba người cùng dạo chơi, lần đến chỗ núi rừng, thấy cọp bị đói khát, liền khởi tâm như vậy: hổ bị lửa đói đốt, không có gì đã ăn, đã sĩ thấy như thế, sợ hổ sắp ăn con, bỏ thân không nuối tiếc. Cứu con chẳng tổn thương, đất đai và các núi đồng thời đều chấn động, sông biển đều cuồn cuộn, sóng sợ nước ngược dòng, trời đất mất ánh sáng, tôi tâm không thấy gì, các cầm thú rừng hoang bay chạy mất chỗ nương. Hai anh sợ chẳng về, rất lo buồn thương xót, liền cùng các tùy tùng tìm kiếm khắp núi rừng. Anh em cùng bàn bạc quay lại chỗ rừng sâu, nhìn khắp chẳng thấy gì, thấy cọp còn tại rừng. Bảy con cùng cọp mẹ, miệng chúng còn dính máu, xương tàn cùng với tóc, vương vãi khắp mặt đất, đã thấy có máu chảy lan khắp chỗ rừng cây. Hai anh đã nhìn thấy, lòng vô cùng kinh hoàng, ngất xỉu lăn ra đất, mê man chẳng hay biết, thân họ lắm bụi đất, sáu khăn đều loạn động. Tùy tùng của vương tử gào khóc lòng buồn rầu, lưới nước cho tỉnh lại do thay gào khóc than. Khi Bồ Tát bỏ thân thì hoàng hậu trong cung cùng 500 thệ nữ đang cùng nhau vui vẻ, hai vú của hoàng hậu bỗng nhiên sự chảy ra, khắp thân như kim chích, đau khổ chẳng thể yên. Xin ý tưởng mất con, mỗi tên lo đâm lòng, liền thưa đại vương biết trình bày việc khổ phiền, buồn khóc khó cầm lòng, tạm tiếc tâu vua rằng: đại vương này phải biết tiếp vô cùng khổ phiền, hai vú bỗng chảy sữa không làm sao ngán được, khắp thân như kim chích, lo sợ ngực vỡ tung, thiếp trước mộng điềm ác, ác sẽ mất con yêu, xin vua cứu mạng thiếp, biết con còn hay mất. Ba chim câu mơ thấy, chim nhỏ là con út, bỗng bị chim ưng bắt, sau bi khó trình bày, thiếp chìm biển lo âu, chẳng lâu chắc sẽ chết. Sợ con chẳng toàn bạc, nguyện ngài mau tìm kiếm, để nghe người ngoài nói, con út tìm chẳng thấy, trong lòng thiếp chẳng yên, xin bệ hạ thương xót. Hoàng hậu thưa vua xong, toàn thân lăn ra đất, lòng buồn đau tột cùng, mê man chẳng hay biết. Tỳ nữ thấy hoàng hậu ngất xỉu ngã xuống đất, đều cùng nhau khóc lớn, lo lắng mất chỗ dựa, chỉ nghe lời nói trên càng lo âu rối rắm. Nhân đó lệnh quần thần đi tìm kiếm hoàng tử, họ đều thoát khỏi thành đi tìm kiếm khắp nơi, khóc lóc hỏi mọi người: vương tử này ở đâu, hôm nay mất hay còn, chở ngài đi ai biết. Lần sau ta được thấy lòng thì lòng hết lo buồn, mọi người cùng truyền nhau đều nói vương tử chết, ai nghe cũng tiếc thương buồn than khổ khó dứt. Bây giờ vua Đại Sa buồn kêu khóc đứng dậy, đi đến chỗ hoàng hậu lấy nước rưới thân bà. Hoàng hậu nhờ như vậy hồi lâu mới tỉnh dậy, buồn khóc mà hỏi vua: con thiếp còn hay không? Vua bảo hoàng hậu rằng: ta đã sai mọi người tìm con khắp bốn phương, con chưa có tin tức. Vua là bảo hoàng hậu: này đừng quá đạo phiền,
nên tự an ủi mình cùng ta đi tìm kiếm. Vua liền cùng hoàng hậu lên xa giá, lên đường. Tiếng kêu gào the lương, lòng lo như lửa cháy. Trăm ngàn vị vạn sĩ dân cũng ra thành theo vua, muốn tìm con của vua. Tiếng bi thương chẳng dứt. Vua vì tìm con yêu, mắt nhìn khắp bốn phương, thấy có một người đến, máu thấm tóc quần áo, toàn thân lấm đầy bụi, buông khóc đang đi đến. Vua thấy tướng chẳng lành, càng tăng thêm lo buồn. Vua đưa hai tay lên kêu thương không thể dứt. Có một vị đại thần và vàng đến chỗ vua và tâu rằng: đại vương, xin ngài chớ buồn tiếc, đứa con yêu của ngài nay tuy tìm chưa được, chẳng lâu sẽ tìm ra. Để an ủi đại vương, vua lại tiến lên trước tiếp. Thấy đại thần đến, đại thần tới chỗ vua rơi nước mắt tâu rằng: hai vương tử hiện còn bị lửa lo bất ngạc, con thứ ba của vua đã bị phó thượng cướp, nó cặp đó mới sinh, sắp muốn ăn con nó. Vương tử thác đỏ thấy liền khởi lòng đại bi, nguyện cầu đạo phó thượng sẽ độ mọi chúng sinh, chánh niệm về bồ đề rộng lớn sâu như biển, liền lên trên đỉnh núi. Do thân trước cọp đói, cọp yếu chẳng ăn được, dùng tre cứu của mình, cọp liền ăn vương tử chỉ còn lại phần xương. Khi vua và hoàng hậu nghe rồi liền ngất luôn, lòng chìm biển buồn đau, lửa phiền não thiêu đốt. Thần đem nước chiên đàn rửa lên vua hoàng hậu, tỉnh dậy khóc thảm thương, giơ tay đấm ngực mình. Đại thần thứ ba đến tâu lên đức vua rằng: thần thấy hai vương tử ngất xỉu ở trong rừng, thần dùng nước lạnh rưới mới tỉnh lại ăn, vừa mới tỉnh lại xong, qua nhìn khắp bốn phương như lửa mạnh khắp nơi, đã đứng lên hồi phục, gào khóc rất bi thương, giơ tay lời bi thiết: khen em thật hiếm có. Vừa nghe nói như vậy, lửa lo buồn tăng thêm. Hoàng hậu gào khóc lớn, gào lớn tiếng như vậy: con nhỏ mà ta yêu thương nhất đã bị la sát vô thường nuốt, nó chỉ còn lại có hai con là bị lửa lo buồn thiêu đốt. Ta phải mau đến dưới chân núi an ủi khiến mạng chúng bảo toàn, đi lên xa giá về phía trước, một lòng đến chỗ con bỏ thân. Trên đường gặp hai con khóc lóc, tấm cực áo não, dáng tiều tụy, cha mẹ nhìn thấy càng buồn thương. Để đến rừng núi chỗ bỏ thân, đã đến đất Bồ Tát xả thân, khóc lóc bi thương rất khổ sở. Và bỏ chuyển ngọc tỏ lòng thương, tỏ nhặt xương cốt thân Bồ Tát, cùng mọi người xây tháp bày báu để cùng lễ bái và cúng dường. Đem xá lợi đó đặt trong hộp, lên xa giá đã buồn dạ cùng. Và là bảo an nan: ông tác đoạ tội xưa, đó chính là thân ta, đừng nghĩ là ai khác. Vua là Tịnh Phạn Vương, mà hậu là Ma Gia, thế tử là Từ Thị. Thứ bạn thù thất lị, cọp là đại thế chủ, năm con năm tỳ kheo, một là đại mục liên, một là xá lợi phất. Tại vì các ông nói cho duyên lỗi tha xưa, vì vậy như vậy hạnh Bồ Tát nên học nhân thành Phật. Khi Bồ Tát xả thân phát nguyện lớn như vậy, nguyện xương thân ta còn để sau lợi chúng sinh. Đây là chỗ xả thân ngôi tháp bằng bảy báu, đã thời gian không lường nên chìm sâu trong đó. Do lực xưa thề nguyện, tự duyên nổi cứu độ, vì lợi ích trời người từ đất mà bọc lên. Bây giờ khi Đức Thế Tôn nói cho duyên tuổi xưa, do lượng của số trời người đã vốn đều đất, bi hỷ khen chưa từng có, đều phát tâm như thượng chánh đại chánh giác. Đức Phật lại bảo thần cây rằng: ta vì báo ân nên đảnh lễ cung kính. Đức Phật thu thần lực lại, ngôi tháp ấy trở lại, biến mất vào trong đất. Phẩm 27. Bồ Tát được 10 phương tán thán. Bây giờ khi Như Lai Đức Thích Ca Mâu Ni nói kinh này, thế giới 10 phương có vô lượng trăm ngàn và ức các Bồ Tát đều từ cõi nước của mình đi đến núi Thủ Phong, tới chỗ Đức Thế Tôn, năm vóc sáng lớn đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi một lòng chấp thay đồng thanh khen ngợi. Thân Phật vi diệu màu vàng trồng, ánh sáng chiếu khắp như núi vàng, như hoa sen thanh tịnh mềm mại, như đoàn ánh sáng đẹp rực rỡ. 32 tướng khắp trang nghiêm, 80 vẻ đẹp đều viên mãn, ánh sáng tỏa chiếu không ai bằng, thanh tịnh như trăng rằm sáng tỏ. Tiếng Phật trong suốt rất vi diệu, như sư tử rống rền tiếng rền vang. 8 loại vi diệu ứng căn cơ, hơn hẳn tiếng ca lăng tần già. Diệu tướng trăm phước tự trang nghiêm, ánh sáng đầy đủ rất thanh tịnh, trí tuệ lắng sáng như biển cả, công đức rộng lớn như hư không. Hào quang chiếu sáng cõi mười phương, tùy duyên cứu giúp các hữu tình, phiền não ái nhiễm đều trừ hết,
luôn thắp đuốc pháp chẳng nghỉ dừng, xót thương lợi ích các chúng sinh, hiện tại vị lai ban an lạc, thường vì tuyên nói đệ nhất nghĩa, khiến chứng chân tịch tịnh niết bàn. Phật nói pháp cam lộ thù thắng, ban cho nghĩa cam lộ phi diệu, dẫn dầu thành niết bàn cam lộ, hiến được vui vô di cam lộ, thường ở trong biển cả sinh tử, giải thoát khổ tất cả chúng sinh, khiến họ được ở đường yên ổn, luôn ban ăn, luôn ban vui như ý khó bàn. Biển Đức Như Lai rất sâu rộng, chẳng thể thí dụ mà biết được, thường khởi đại bi đối chúng sinh, tinh tấn phương tiện luôn bình luôn chẳng dừng. Biển Đức Như Lai không bờ bến, tất cả trời người cùng suy lượng, giàu sự trong nghề và ức kiếp, chẳng thể được biết một ít phần. Có nên lượt khen công đức Phật, chỉ một giọt trong biển Đức Phật, hướng phước ấy cho chúng sinh, nguyện quả Bồ Đề mau chứng thành. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát rằng, hay thay hay thay, các ông có thể khéo léo khen ngợi công đức của Phật, lợi ích cho hữu tình thực hành các việc Phật rộng rãi, có thể diệt các tội sinh ra vô lượng phước. Phạm 28 Bồ Tát Diệu Trán khen ngợi. Bây giờ Bồ Tát Diệu Trán liền đứng dậy, xoay lại áo vai phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay hướng về Đức Phật khen ngợi rằng: Mâu Ni tướng trăm phước viên mãn, hiệu lượng công đức tự trang nghiêm, rộng lớn thanh tịnh người ưa nhìn, giống như ánh sáng ngày mặt trời, trở lại vô biên sáng rực rỡ, như nhiều châu báu tướng trang nghiêm, như mặt trời mọc ánh lên không, hồng trắng rõ ràng xen sắc vàng, như ánh sáng vàng soi chiếu, có thể khắp cùng trăm ngàn cõi, diệt vô lượng khổ chúng sinh, ban vô biên an lạc tán diệu, các tướng đầy đủ đều nghiêm tịnh, chúng sinh ưa nhìn không nhàm chán, đầu tóc mềm mại màu xanh biếc, như trên hoa đẹp nhiều ông đen, thanh tịnh trang nghiêm đại hỷ xã, đại từ đại bi đều đầy đủ, tướng tốt vi diệu tự trang nghiêm, thành tựu nhờ pháp phần Bồ Đề, Như Lai ban cho nhiều phước lợi, khiến họ thường được an lạc lớn, các đức vi diệu cùng trang nghiêm, ánh sáng xoa khắp ngàn bốn cõi, ánh sáng Như Lai rất viên mãn, như mặt trời sáng khắp hư không, Phật như tu di công đức đủ, hay thể hiện khắp cùng mười phương, kim khẩu Như Lai đẹp trang nghiêm, răng trắng đều kính như ngọc tuyết, nét mặt Như Lai không ai bằng, tướng bạch hào xoay về bên phải, sáng thuần tươi trắng như pha lê, giống như trăng rằm giữa hư không. Đức Phật bảo Bồ Tát Diệu Trán, ông có thể khen ngợi công đức của Phật chẳng thể nghĩ bàn như vậy, làm lợi ích cho tất cả, khiến cho những người chưa biết đều thuận theo tu học. Phẩm 29 Thần cây Bồ Đề khen ngợi. Bây giờ Thần cây Bồ Đề cũng dùng kệ khen ngợi Đức Thế Tôn rằng: Kính lệ Như Lai tuệ thanh tịnh, kính lệ tuệ thường cầu chánh pháp, kính lệ tuệ xa lìa phi pháp, kính lệ tuệ luôn không phân biệt, hy hữu Thế Tôn vô biên hạnh, hy hữu khó thấy như vô đàm, hy hữu như biển trấn với chúa, hy hữu thiện tuệ thiện thể sáng vô lượng, hy hữu điều ngự nguyện từ lớn, hy hữu dòng tích hơn mặt trời và nói kinh điển quý báu này, thương xót lợi ích cho quần sinh, Mâu Ni tịch tịnh các căn định, nhập vào thành niết bàn tịch tịnh, an trụ môn thiền định tịch tịnh, biết rõ cảnh giới sâu tịch tịnh, đa lượng tốt tôn trụ tịch không, thân đệ tử thanh văn cũng không, thờ tính tất cả pháp đều không, tất cả chúng sinh đều không tịch, con thường nhớ nghĩ các Thế Tôn, con thường ưa thấy các Đức Phật, con thường phát khởi lòng ân cần, thường được gặp gỡ mặt trời Phật, con thường đảnh lễ đấng Thế Tôn, vì luôn khắc ngưỡng lòng chẳng bỏ, buồn khóc rơi lệ không gián đoạn, thì được phụng sự chẳng biết chán. Nguyện xin Thế Tôn khởi tâm bi, cho con thái dung nhan hòa diệu, Phật và thanh văn chúng thanh tịnh, quyền thường có giúp khắp trời người. Thân Phật thanh tịnh như hư không, như huyện dở nắng trăng đáy nước, quyền nói pháp cam lộ niết bàn, sinh ra tất cả các công đức. Cảnh giới thanh tịnh của Thế Tôn, từ bi chánh hạnh chẳng nghĩ bàn, thanh văn chuyên giác chẳng thể lường, đại tiên Bồ Tát chẳng đo được, nguyện xin Như Lai thương xót con, thường cho con thấy thân đại bi, ba nghiệp không mệt phùng từ tôn, mau thoát sinh tử về chân tế. Bây giờ Đức Tôn khen, nghe lời khen này xong, do âm thanh phạm bảo thần cái rằng: hai thay này thiện nữ thiên, người có thể đối với pháp thân thanh tịnh cho thật không hơi dối của ta mà tự lợi lợi tha tuy dương tướng vi diệu, câu đức này sẽ khiến cho ngươi mau chứng Bồ Đề Vô Thượng, tất cả hữu tình đồng tu tập, nếu ai được nghe đều vào cửa pháp cam lộ vô sinh. Phẩm 30 Thiên nữ đại biện tài khen ngợi.
Bây giờ thiên nữ Đại Biện Tài liền đứng dậy chắp tay cung kính, dùng ngôn từ chính trực khen ngợi Đức Thích Tôn rằng: Nam mô Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng chánh đẳng giác, thân Phật màu vàng trồng, yết hầu như vỏ ốc xoắn, mặt như trăng tròn, mắt như cánh hoa sen, miệng môi đỏ đẹp như màu pha lê, mũi cao dài thẳng như các đỉnh vàng, răng trắng đều kính như hoa câu vật đầu, ánh sáng nơi thân soi chiếu khắp nơi như trăm ngàn mặt trời, tia sáng ánh lên như vàng thiện bộ. Lời nói của Phật không hề sai lầm, chỉ bày ba cửa giải thoát, mở ba đường bồ đề, lòng thường thanh tịnh, ý an lạc cũng vậy. Chỗ an trụ và cảnh giới tu hành của Đức Phật cũng thường thanh tịnh, là những điều chẳng phải oai nghi, tiến dần không sai lầm. Sau năm khổ hạnh, ba pháp chuyển luân hóa độ chúng sinh khổ khiến cho họ về bến đến bờ kia, thân tướng viên mãn như cây câu đà, sáu độ huân tu, ba nghiệp không lỗi, đủ nhất thiết trí, tự lợi lợi tha viên mãn. Lời nói ra thường vì chúng sinh, nói chẳng bị đặt hư chối, ở trong dòng họ tất là đại sư tử, kiên có dũng mãnh đủ tám giải thoát. Con nay theo sức mình xưng tán một phần ít công đức của Như Lai giúp cho con mũi uống nước của biển cả. Con nguyện đem phước hồi hướng đến tất cả các loài hữu tình, vĩnh viễn liệt khỏi sinh tử, hướng đến đạo vô thượng. Bây giờ Đức Tôn bảo trời Đại Biện Tài rằng: hay thay, người tu tập đã lâu, đủ đại biện tài, đó là đối với ta lời nói khen ngợi, ngươi sẽ được mau chứng pháp môn vô thượng, tôn tốc ánh sáng viên mãn, làm lợi ích khắp tất cả. Phẩm 31 phú chúc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo với khắp vô lượng Bồ Tát, chúng trời người và tất cả đại chúng rằng: các ông phải biết, ta đã ở vô lượng có số đại kiếp, siêng tu khổ hạnh, đã được phát sâu xa, nhân chánh bồ đề ta, đã vì các ông giả nói. Các ông ai có thể phát tâm dũng mãnh cung kính giữ gìn sau khi ta niết bàn đối với pháp môn này, tuy nói rộng rãi, lưu truyền khắp nơi, có thể khiến cho người chánh pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Bây giờ trong chúng có 60 ức các đại bồ tát, 60 ức đại chúng chư thiên đồng thanh thưa: bạch Thế Tôn, chúng con đều có lòng vui mừng và ưa thích đối với Đức Phật Thế Tôn ở vô lượng đại kiếp sinh tu khổ hạnh, đã được pháp vi diệu sâu xa, nhân chánh bồ đề, chúng con sẽ cung kính hộ trì chỉ tiết thân mạng. Sau khi Đức Phật niết bàn, đối với pháp môn này chúng con sẽ tuyên dương rộng rãi, lưu truyền khắp nơi, sẽ khiến cho chánh pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Bây giờ các vị đại bồ tát liền ở trước Đức Phật nói kể rằng: Thế Tôn, lời chân thật an trụ trong pháp thật, do sự chân thật đó nên hộ trì kinh này, để bị áo giáp mũ an trụ trong đại từ, do lực từ bi đó để giữ gìn kinh này. Của cải phước viên mãn xin gọi của cải trí, do thư lương đầy đủ để giữ gìn kinh này, hạ phục tất cả ma, phá tan các tà luận, đoạn trừ các ác kiến, hộ trì cho kinh này, hộ thế cùng thích phạm cho đến Atula, long thần và dược xoa, hộ trì cho kinh này. Mặt đất và hư không, người trụ lâu ở đó, do văn lời Phật dạy, hộ trì cho kinh này. Bốn phạm trụ tương ưng, bốn thánh đế trang nghiêm, điều phục cả bốn ma để hộ trì kinh này. Hư không thành trở ngại thành hư không, sự hộ trì của Phật không ai lay động được. Bây giờ bốn vị đại thiên vương nghe Đức Phật nói diệu pháp hộ trì này để phát tâm hoan hỷ ủng hộ chánh pháp, đồng thanh nói cả rằng: đối với kênh này, con và quyến thuộc nam nữ đều một lòng ủng hộ, khiến lưu thông khắp nơi. Nếu có người trì kinh tại dựng nhân bồ đề, con sẽ ở bốn phương phụng sự để ủng hộ. Bây giờ trời ta chấp tay cung kính nói cả rằng: cho Phật chứng pháp này chỉ muốn đền ân nên lỡ chúng Bồ Tát ra đời nói kinh này, con đối chư Phật ấy thường cúng dường đền ân hộ trì kinh như vậy và tất cả và cả người trì kinh. Bây giờ thiên tử Đồ Sư Đà chấp tay cung kính nói kể rằng: Phật nói kinh như vậy, nếu có người giữ gìn sẽ trụ vị Bồ Đề sau sinh trời đấu xuất. Thế Tôn, con vui sướng bằng phước báo cõi trời mà xuống thiện Bồ Châu tôi nói kinh điển này. Bây giờ chủ thế giới Ta Bà Phạm Thiên Vương chắp tay cung kính nói kể rằng: các thiền định không lường, các thừa và giải thoát đều từ kinh này sinh, vậy nên nói kinh này. Nếu có chỗ nói kinh, con bỏ vui trời phạm được nghe kinh như vậy và cũng thường ủng hộ.
Bây giờ con của Ma Phương Thanh là Thương Chủ Chấp Tay cũng có nói cả rằng nếu có người thọ trì kinh tương ứng chánh nghĩa chẳng theo việc làm ma được sạch nghiệp ma ác, chúng con đối kinh này cũng sẽ xuyên ủng hộ phát tâm đại tinh tấn lưu thông kinh khắp nơi. Bây giờ Ma Vương Chấp Tay cũng có nói cả rằng nếu a trì kinh này được phục các phiền não các chúng sinh như vậy ủng hộ khi an lạc, nếu a nói kinh này các ma chẳng làm gì, nhờ uy thần của Phật con sẽ ủng hộ họ. Thiên tử Diệu Cát Tường cũng ở trước Đức Phật nói kể rằng chư Phật Bồ Đề Diệu và nói trong kinh này, nếu người trì kinh này là cúng dường chư Phật, con sẽ thọ trì kinh nói cho vô số trời người cung kính lắng nghe khuyên đến đạo Bồ Đề. Bây giờ Bồ Tát Thừa Thệ Chấp Tay cung kính nói kể rằng nếu thấy trụ Bồ Đề cùng là bạn chẳng thỉnh cho đến bỏ thân mạng vẫn hộ trì kinh này, con nghe pháp như vậy sẽ đến trời đấu xuất để Thế Tôn gia hộ và nói cho trời người. Bây giờ Thượng Tọa Đại Kim Diếp Chấp Tay cung kính nói kể rằng Phật Đổi Thừa Tăng Văn nói con trí tuệ giỏi, con nay tùy sức mình hộ trì kinh như vậy, nếu có người trì kinh con sẽ giúp đỡ họ, trao cho lực từ biện thường khéo ngợi lành thay. Bây giờ Tôn giả A Nan Đà Chấp Tay hướng về Đức Phật nói kể rằng con được theo Phật nghe vô lượng các kinh điển, chưa từng nghe như vậy vua pháp sâu vi diệu, con nay nghe kinh này được nhận ở Đức Phật, những người ưa Bồ Đề con sẽ giảng cho họ. Bây giờ Đức Thế Tôn theo các Bồ Tát đã chúng trời người, mỗi người đều phát tâm không ngừng ủng hộ cái điển này, đều khiến tấn Bồ Tát làm lễ rộng lại cho chúng sinh. Đức Thế Tôn khen rằng hay thay, hay thay, các ông có thể nói với kinh Vương Vi Diệu thành kinh ưu lưu truyền như vậy cho đến sau khi ta vào Bát Niết Bàn, chẳng để kinh tạng mất, chính là nhân chánh Bồ Đề vô thượng đều được các công đức nên đến các kiếp nhiều như các sông Hằng cũng chẳng thể nói hết. Nếu có thì kheo nên ưu bà tất ưu bà di và thiền nam thiền nữ khác cùng cúng dường cung kính ghi chép lưu truyền, vì người giả nói thì công đức đạt được cũng như vậy. Vậy nên các ông phải siêng năng tu tập. Bây giờ có vô lượng phổ biến đại chúng nhiều như số các sông Hằng nghe Đức Phật nói rồi đều rất hoan hỷ phụng hành Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì đem công đức này hướng về khắp cả được tưởng về chúng sanh được trọn thành Phật đạo. Kinh Kim Quang Mương, Kinh Kim Quang Mương cho Thánh Vương.